Dọc quốc lộ 26 đoạn qua thôn An Cư, xã Chư Huê, huyện EK, hầu hết đều xuất hiện tình trạng dây điện, dây cáp quấn lấy nhau chằng chịt, trĩu nặng, mắc võng trên đường. Những cuộn dây điện võng xuống đường thấp đến mức chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm được. Bên cạnh sự xuống cấp của đường dây điện còn có dây cáp quang, cáp truyền hình nối chằng chịt, khiến nguy cơ cháy nổ rất cao. Nguy hiểm nhất là những cột điện với dây điện dây cáp chằng chịt này ngay sát các biển quảng cáo, pano sát cạnh nhà dân, gây nên không ít vụ cháy nổ. An toàn về vấn đề an toàn giao thông này, rồi an toàn cháy nổ này, nó xảy ra, và đề nghị những cơ quan chức năng, những cơ quan có liên quan tới đường dây này thì sớm sửa lại và đưa nó cao lên với gọi là khoảng cách an toàn. Người dân sống ở đây cho biết tình trạng dây điện dây cáp mạng viễn thông xa xuống vỉa hè đã diễn ra từ rất lâu, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thấy xử lý. Hiện người dân khu vực này đang sống trong lo sợ, nhất là mỗi khi vào mùa mưa bão.